So ok, hello anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay thì sẽ lên cho anh em quả AK-17 3 tước các bạn, cùng với là USP 3 tước luôn. Không biết là cái set này nó có cận chiến gì, nhưng mà chả biết là nó là cận chiến gì, nên là thôi lấy luôn con VIP cho nó lẹ anh em ạ. Rồi, may thế ở trên bàn thờ lại không có con zoom nào. Được lá thế rồi. Hồi này bắn thì thiên về ghim mình các bạn, hồi này ghim phải hơi là mạnh tay thì nó đường đạn nó mới chúi xuống các bạn. Ui dồi ôi, trên này đông chưa này. Eo ơi, tránh ra các bố ơi, cho con đi nhờ cái. Từ ở trên nóc hồng lăng nó qua nó xẹt nó đi luôn đấy. Ôi chờ chờ chờ. Ui giời ơi, hồi là đam đầu to chứ. Nào đi chúng ta chơi, đi chúng ta chơi. Mấy thằng kia đâu quay lại hỗ trợ cái. Ô mày, mấy thằng này ăn gì đây? Đúng là hồi sinh nhỉ. Rồi ôi, nó cua luôn mất cái giáp kìa. Ui dồi ôi, nó chuyển bom kìa. Mẹ chơi nano để sợ nhất mấy con chửa bom anh em ạ, cũng sợ mỗi con thằng nào, sợ mỗi thằng chửa bom thôi. Họ bốc cột xu rồi. Rồi bắn mạnh lên các anh ơi. Ô cái giáp bị cào mẹ nó bị lag sao mà nó cứ hiện ở kia gì. Hào thế, rồi biến luôn cho lành. Ô khỉ, ô kìa mẹ cái thằng này nó còn liếm mất hòm nữa chứ. Nó hiểu, nó hiểu cái gì. Nào vào đây, vào đây, vào hết đây, vào hết đây. Từ nha, từ nha. Đây. Kéo xuống đâu, được bó sát rồi. Được, bó sát rồi, ok rồi nào. Ok rồi nào. Thí sinh tiếp theo. À, nó cào kinh anh em ạ, nó cào kinh ấy. Mình một ca nữa. 2v10. Tôi điện sau mình nhỉ. Ừ. Đây. Xuống đây. Ây à, đau 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 đau. Chà chà. Ai chà chà, ôi chuột. Ê. Chuột. Ui giời ơi kìa, mẹ con hủy diệt châu không? Mẹ con hủy diệt cho quả đặc biệt giữ người mà nó còn đấm 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 chay chết mình luôn ạ. À đồ. Được thật sự. Con hủy diệt, con hủy diệt đây là được anh em ạ. À. Trộm bò đấy. Mẹ. Châu đấy. Ui mẹ sao bọn nó lên trên này đông thế nhờ? Bọn lên trên này đông mình cảm thấy toang toang anh em ạ. À. Tránh ra xem nào. Nên mình ra cái hành lang này cho nó ngon anh em ạ. Đứng trên này nghe mùi toang toang đấy biết ngay mà. Mùi trong toang đông đông, mùi trong toang. Mình chú các chơi anh ơi. Khẩu AK bá tước này ngày trước chưa có biết là mình rất là thích chơi khẩu này các bạn. Khẩu này gọi là ngon, ngon, ngon. Bắn êm. Đam chuẩn anh em ạ. Bắn đâu chúng đấy, kiểu bắn đâu chúng đấy. Nó ngày xưa nó thời chơi CPL bắn C4 là nó chuộng như kiểu là 81 bây giờ anh các bạn, cực kiểu thế. Nghe là cái thằng 51 kia bắn con nào là nó hút con đấy ạ. À. Đấy là chưa được kêu nào luôn. Cái thế đồ. Bắn đi anh ơi. Bây giờ thằng này hết cái khẩu 51 này thì mình đi nó cay hết được. Kìa, nó chửa bom kìa. Ui giời, ui, tơ chửa bom nó bắn ngang con dọc ạ. À. Đù. Nào, lên đây. Ui ôi, thằng tơ kìa. Xẹt, 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 nghe kinh quá. Ui, anh nhắc thêm biết chứ. Ôi giời ơi, không biết bao giờ các anh mới bật kiếm tiền cho em đây. Nhưng khả năng cây cũ là nó không cho bật kiếm tiền rồi anh em ạ. Cây nó chịu được. Cho nên thôi, làm thêm khoảng vài clip nữa thì mình sẽ dọn nhà, chính thức dọn nhà anh em ạ. Giờ mới chỉ là demo thôi. Cố làm nốt cái quảng cáo cho cái bên TX tài xỉu. Cho xong mẹ đi anh em ạ. Ừ. Chả được bao nhiêu mà kiểu là cũng có động lực. Ôi giời, kiểu là cũng có động lực để mình làm clip thôi. Chứ còn bật kiếm tiền thì nó cũng chả bao nhiêu anh em ạ. Nó cũng là động lực. Mày ăn bố mày đúng không? Mày ăn bố mày đúng không? Ui tối tôi sẽ kiếm vào. Ây ạ. Ây 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 ây. Từ anh ơi. Kệ. Ui giời ơi, không chém nó phát cuối luôn anh em ạ. Hay thế nhờ. Rồi. Mày đi đi còn gì nữa. Rồi. Mày mấy con tơ phòng này nó biết chơi anh em ạ. Đặc biệt là mấy con súng kiếm mẹ nó. Còn vã cho như con luôn, sợ thật. Nói chung là những thằng nào biết tôi chơi tơ sau kiếm ấy, mẹ nó chỉ còn cho ba bổ nó đi rồi anh em ạ, ba bổ nó cút rồi. Thằng nào biết chém nó còn chém vào đầu nữa thôi. Hai phát nhẹ nhàng tình cảm anh em ạ. Rồi, nào lao lên cái hòm kiếm không phóng lựu nào, phóng lựu nào. Ui trời ơi, bazooka. Đậu xanh, rồi lựu đạn. Đen thế nhờ, chả cho phóng lựu gì cả. Cho phóng lựu thì có phải đẩy cái kia lên cao cao tí không. Rồi, nói chung là mục đích cho zombie là cho vui thôi, cũng chả ganh đua làm gì.
kêu nhiều cũng thế, biết cũng vậy, nhưng mà cầm cái tốp nó vẫn oai luôn. Rồi cẩn thận nha, cẩn thận Winter nha, Winter nguy hiểm lắm nha. Vẫn chưa có tôi, vẫn chưa tôi lửa, nhưng mà phòng này có ba tơ điện các bạn ở đầu. Tỉnh ơi, bắn bỏ mẹ đi các anh ơi. Thế nó có tơ lửa nó mới bỏ mẹ cơ anh em ạ. Rồi có tơ lửa đấy. Rồi đi đã. Đúng chi đan anh em ơi. Úi giời ơi, nó bắn kìa. Cái đùng 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 đấy. Ôi giời ơi, hai tơ lên, một tơ điện lên còn gọi là chặt đám đấy kia thì. Đấy ê, ôi giời, bu lê chung mẹ nó mình sợ quá mẹ rơi anh em ạ. Rồi ngon rồi, mình đã quay trở lại rồi đây. Nào mấy tôi điện đi khác, cút chỗ khác. Tôi điện nó gồng phát bắn có một bao. Ê ơi, mẹ con tơ. Ui, vai cả đồi con tơ mẹ fake nó ở trên nóc lăng nó bay một phát qua như một vị thần anh em ạ. Tay vãi rồi. Rồi bắn ra liếm thêm tí rồi liếm hero thôi. Đồng tơ. Mẹ bắn cái bố mày điên. Làm gì nhau. Vào đây đéo vào anh em ạ, giữ ra để đéo vào với cay chứ. Làm sao đây nào, đông dễ. Ui ôi, con tơ phách nó nhìn thấy mình rồi. Thôi từ. Ôi 4v4 này. Thế chúng nó xong rồi đấy. Nào chơi, thằng này chấm chuột này, thằng này chấm gà này. Chơi tơ phách, chơi tơ phách mà gà này không được rồi. Bắt đầu mình chấm chuột mà nó cũng chấm chuột luôn ạ. À, đồ ui rồi, hai hunter này anh ơi. Lao vào đúng cớm luôn anh em, một phát đi luôn. Còn mẹ ai nhìn nó chém nó đấy. Thằng biết chơi này, tờ fake thì biết chơi rồi. Rử này, biết chơi thì đi thôi. Mình thấy hero nhiều quá mà bọn nó không vào, mình vào trước mẹ nó bổ cho đúng bổ đi luôn anh em ạ. Cày đốc chịu được rồi. Hiệp cuối nào, hy vọng là hiệp này sẽ bút mát được cái phóng lựu. Nói chung là mấy cái dòng AK vào bắn zombie thì cũng rất là êm mình các bạn, rất là êm. Mình cứ ghiệp xuống là mình sấy thôi. Ôi ôi, nó ăn hết hòm luôn kìa. Không cho em cái hòm nhá. Hay, ui dài ôi, đang vô định bỏ là hay quá. Mày đéo giòn rồi. Mày toàn bao giờ cà nhỉ bạn. Mày ấy mà Bazooka được 2 kill chung vào đâu đi bạn, sang sang nào, ra liên kill. Trời ơi, có táp đạp vào đầu to phết anh em ạ, to phết. Sấy cũng êm, thay đạn cũng nhanh. Một khẩu súng không phải vip nhưng mà cũng khá là ok đấy các bạn, ok đấy. Rồi ôi, thằng hủy diệt nó nhìn em anh ơi, hay quá anh ơi. Đấy, này nó chuyên gia nhặt được 5-1 kìa. Mình nhặt, ôi cái gì ấy, cái con cạc gì mà mất giáp vậy, ô vô lý em nổ, tại sao quả đấy mình mất giáp thôi, mình cũng đéo hiểu kiểu gì luôn đấy. Nó té đồng đội thất thủ phải té ngay anh em ơi. Ui giời con, thôi anh ơi. Rồi biến luôn, ừ tao biến luôn, làm đéo với tao. Ừ mày chặn hòm luôn à. Ai à, nó xí mất mình phát rồi. Mày dí bố mình đúng không? Chơi nào, chơi vào đây. Phải yếu này. Ui hai con tơ lửa. Hai con tơ lửa nó quần anh em ạ. Quần vãi đai quần. Bố này cứ thầm du trên đèn đéo chúng mà chơi còn đéo nữa. Rồi thằng này chơi hẳn Hezo y tá luôn anh em ạ. Chà, đúng rồi, vào chém. Ui giời ơi, sợ đéo ra vào anh em ạ. Nhắm băng nhưng mà sợ đéo ra vào. Có nhiều. Chắc hai thằng này đã clear thôi, 2v3 thì chắc cũng được. Chắc là ok đấy. Bố này cứ nhắm băng không chạy thôi. Ở đây đây, mẹ khôn phết ạ. À. Nó gọi hội vào anh em ạ. Nó gọi thằng Hezo mẹ đôi đũa kia vào, nó nhắm băng thằng kia ra khoắng, mẹ ngon vãi đái. Được của nó anh em ạ, được của nó. À lúc nào mình cày nhiều kim cương lên mình tẩy cái nhẫn đỏ đấy để bắn zombie cho nó khỏe anh em ạ. Ừ. Nhưng mà phải có tiền cơ, giờ đang hết kim cương anh em ạ.
đã nghèo lại còn mắc cái eo. Rồi và rất cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi clip, đừng quên lại cho mình một like và subscribe, nhớ bật chuông để đảm bảo clip mới nhất của mình nhá.